Xin chào các bạn, cùng trở lại với khóa JavaScript cơ bản tại F8. Và trong bài học này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một khái niệm mới được gọi là vòng lặp hay còn gọi là loop. Đây là một khái niệm cơ bản và nó cũng là khái niệm cốt lõi. Nó xuất hiện ở trong hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình chứ không riêng gì JavaScript các bạn nhé. Tính ứng dụng của nó thì cũng rất rộng rãi. Trong tương lai khi các bạn làm việc với các ngôn ngữ lập trình ấy, các bạn sẽ nhận thấy một điều là hầu như khi các bạn xây dựng ứng dụng gì đi nữa, các bạn cũng sẽ đều sử dụng vòng lặp nhé. Và tính ứng dụng của nó thì nó sẽ giúp các bạn viết mã ít hơn, tránh những cái thao tác lặp đi lặp lại. Bởi vì cái vòng lặp này nó sẽ thực thi một cái đoạn mã của các bạn nhiều lần thay vì cái việc các bạn phải viết đoạn mã đó nhiều lần nhé. Thì để hiểu được cái lý thuyết đó thì chúng ta vui lòng chờ một vài video nữa thì chúng ta sẽ cùng làm ví dụ, thì khi đó các bạn sẽ nắm được cái cách vận hành ứng dụng của nó. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ làm quen về mặt lý thuyết thôi. Đầu tiên là chúng ta có vòng lặp for. Vòng lặp này là các bạn sẽ thường sử dụng nó để xây dựng ra những cái đoạn mã lặp đi lặp lại theo một kịch bản của các bạn. Ví dụ như là các bạn in ra một dãy chữ số từ 1 đến 10.000 chẳng hạn. Và để vòng lặp này chạy thì các bạn cần phải truyền cho nó một cái điều kiện đúng. Điều kiện đúng ở đây có thể là một biểu thức điều kiện hoặc là một giá trị tương đương. Tiếp theo là sang vòng lặp for in. Vòng lặp này là các bạn sẽ sử dụng nó để lặp qua những cái key của đối tượng, có thể là array, object hoặc là string. Vòng lặp for of thì các bạn sẽ lặp qua value của những đối tượng, và đối tượng có thể là array hoặc là string. Một ông thì lặp qua key và một ông thì lặp qua value. Và bây giờ là đến vòng lặp while. Với vòng lặp này thì các bạn sử dụng, các bạn sẽ thấy nó gần giống với cái vòng lặp for này. Các bạn có thể tự định nghĩa cho nó một cái kịch bản chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu chẳng hạn. Và nó cũng sẽ phải kiểm tra một cái điều kiện này đúng thì nó mới chạy, sai nó sẽ không chạy các bạn nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng tới với vòng lặp do while. Thì với vòng lặp này thì chúng ta sẽ sử dụng nó khác một chút. Các bạn thường sử dụng nó trong những cái trường hợp mà các bạn cần cái đoạn code của các bạn chạy ít nhất một lần. Bởi vì cái lần đầu tiên nó chạy thì nó sẽ không cần kiểm tra điều kiện, nó cứ chạy đã. Tính từ lần thứ hai nó chạy thì bắt đầu nó mới kiểm tra điều kiện. Nếu mà đúng thì nó chạy tiếp, và nếu sai thì nó không chạy. Và ở đây thì chúng ta đã cùng làm quen về mặt lý thuyết với 5 vòng lặp trong JavaScript. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới phần thực hành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.